Duy Khánh hân hoan chào đón tất cả quý vị và các bạn đang đến với chương trình Gương Mặt Thân Quen. Đã trải qua 7 đêm thi với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau thì ngày hôm nay cũng sẽ là đêm thi vòng loại. Ai ở lại, ai ra đi vẫn còn là một ẩn số. Nhưng từ phía cá nhân Khánh thì Khánh không mong muốn bất kỳ một bạn thí sinh nào dừng lại. Bởi vì những năm trước, Gương Mặt Thân Quen của chúng ta được đồng hành xuyên suốt từ những đêm thi đầu tiên cho đến đêm chung kết. Nhưng năm nay thì có một chút thay đổi về format của chương trình. Và đó là luật chúng ta bắt buộc phải thực hiện theo. Và Duy Khánh xin được gửi lời chúc đến tất cả các bạn thí sinh năm nay sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt tiết mục của mình, cũng như là nhận được những số điểm thật là cao đến từ ba vị ban giám khảo. Và ngay sau đây, Duy Khánh xin được giới thiệu hai vị ban giám khảo cố định, đó chính là giám khảo ca sĩ Mỹ Linh, giám khảo diễn viên MC Đại Nghĩa và giám khảo khách mời nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân. Dạ, con chào cô Kim Xuân. Hình như cứ mỗi lần mà cái đêm thi vòng loại á thì đều có sự xuất hiện của cô Kim Xuân, thì con không biết là cô có cảm thấy đây là một cái trọng trách nó quá lớn hay không ạ? Cô thấy ban tổ chức không có thương cô. Tại sao vậy cô? Tại vì cứ mỗi lần vòng loại là cho cô có mặt, cái thành ra là thí sinh bắt đầu là vô đây chuẩn bị, cái thấy mặt cô Xuân nó thôi chết rồi, trời ơi, có người rớt rồi nè trời. Nhưng mà cũng giống như Khánh nói đó, là từ trước giờ Gương Mặt Thân Quen dù cho như thế nào là các bạn cũng được biểu diễn suốt cho tới gần cuối cùng. Nhưng luật chơi nó đã quy định mới rồi. Thành ra chính vì vậy là các bạn phải cố gắng ngay từ đầu. Các bạn phải chứng minh là mình có khả năng hóa thân như thế nào, mình ra làm sao. Và chính cái cuộc đua có một cái chút cái áp lực như vậy á, các bạn sẽ phát huy được cái tài năng của mình. Mong rằng là dù cho các bạn tiếp bước đi hay là có một bạn nào ở lại thì các bạn cũng sẽ làm hết cái khả năng của mình. Và khán giả cũng giống như giám khảo ngồi đây sẽ được thưởng ngoạn những cái tiết mục rất là hay, rất là hấp dẫn. Cảm ơn giám khảo Kim Xuân rất là nhiều. Là hai giám khảo cố định đồng hành với các bạn thí sinh từ những đêm thi đầu tiên tới ngày hôm nay thì các bạn ấy cũng rất là mong sẽ nhận được những lời chúc tốt đẹp đến từ chị Mỹ Linh và cả anh Đại Nghĩa. Vâng, xin mời chị Mỹ Linh ạ. Tôi thấy rằng là 7 cái đêm vừa rồi các bạn đều rất là tiến bộ. Cứ mỗi một tuần qua đi các bạn lại lột xác và lại giỏi hơn, hát hay hơn, diễn sâu hơn. Bản thân chúng tôi cũng là những cái người ở thế hệ trước mà được nhìn thấy các bạn trẻ truyền cho chúng tôi những cái năng lượng sống nó rất là tích cực, nên chúng tôi cũng muốn được cảm ơn các bạn vì các bạn đã cho chúng tôi những cái điều mà chỉ có ở đây chúng tôi mới nhận được thôi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn giám khảo Mỹ Linh rất là nhiều ạ. Xin mời giám khảo Đại Nghĩa. Hai chị của em nói hay quá, giống như là mình nói rất là nhiều những cái điều ngọt ngào và động viên các bạn ấy để đến hồi đêm nay khi mà chúng ta cho điểm, nếu như có bạn nào có rớt á thì cũng không giận chị em mình. Đúng rồi, đúng rồi, mình phải lót đường thì không bị lót chết đường đó. Sẵn từ bây giờ. Dạ, thì cũng hy vọng rằng các bạn đến với sân chơi Gương Mặt Thân Quen này, chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm thú vị khi chúng ta được làm một người nghệ sĩ thần tượng nào đó mà từ xưa đến giờ chúng ta chỉ có thể nhìn ngắm từ xa, và bây giờ chúng ta có cơ hội được thể hiện họ ở ngay trên sân khấu để cho mọi người cùng chiêm ngưỡng và thưởng thức, thì đó là một cái cơ hội tuyệt vời. Dù cho chúng ta sẽ đi tiếp hay chúng ta dừng lại thì hãy cảm ơn cái hành trình mà Gương Mặt Thân Quen đã mang đến cho chúng ta trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Nhưng mà mong rằng hôm nay các bạn sẽ cháy hết mình trên sân khấu để mang đến cho chúng tôi cũng như quý vị khán giả những tiết mục tuyệt vời hơn nữa các bạn nha. Cố lên! Cảm ơn giám khảo Đại Nghĩa rất là nhiều. Vâng, và ngày hôm nay Duy Khánh cũng rất là hy vọng là các bạn sẽ cố gắng, bởi vì cái đích đến của các bạn không phải là cái ngôi vị cao nhất trong một chương trình, mà các bạn phải làm như thế nào để mỗi một đêm thi các bạn xuất hiện, các bạn tạo được ấn tượng đối với khán giả, thì đó mới là cái sự thành công. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ để xem Thái Sơn đã tập luyện như thế nào các bạn nhé. Xin mời. Dạ, em chào anh Thái Sơn. Chào Duy Khánh. Dạ, thật sự nãy giờ em nói chuyện với anh mà em không dám nhìn thẳng vào anh luôn á, tại vì em thấy ngày hôm nay cảm giác anh có một cái sự gì đó nó hùng hổ mà nó vĩ đại lắm. Đúng rồi, nhập tâm về cái nhân vật tiếp theo của không mình. Không phải, không phải, em không đang nói về những cái vấn đề đó. Em nói về cái chuyện mà em thấy có hình xăm á. Em hình xăm này ngầu quá luôn. Em hơi bị sợ á. Đây biết sao không? Cái em này là... Em thật sự không biết. Ủa thế hả? Xăm mới xăm một nửa. Xong mình chạy qua đây mình nói chuyện với Khánh xong lát nữa là mình chạy tiếp. Để mà lát nữa mà mình cấp tiếp. Tại vì một lát nữa mình sẽ hóa thân thành Fairy will làm. Đúng rồi, là có xăm tai đúng không? Nhưng mà để nói về nhân vật lần này thì
Thái Sơn cảm thấy như thế nào? Nó có quá khó so với bạn hay không? Khó thì đối với Sơn không khó, bởi vì Pharrell Williams là thần tượng về làm nhạc của Sơn. Sơn nghiên cứu về anh Pharrell Williams này hầu như rất nhiều năm trước rồi. Thì đâu có còn phải tập tành gì nữa đâu đúng không? Đâu có tập chứ. Tập một không? Cái động tác mà mình tập hoài luôn. Cứ suốt ngày là cứ phải như thế này này, xong rồi đau bao tử. Khắp kiểu cảm giác là giống như kiểu có một cái gì nó đau quặn ở trong này vậy ạ. Quặn thắt. Đúng rồi. Quặn thắt. Mặc dù bài là bài rất là vui. Nhưng mà cảm giác là anh ấy đang rất là đau ở bên trong. Thôi vậy sẵn mình bật mí là mình hát bài gì luôn được không? Bài vui. Bài nào vui của Pharrell? Không hiểu là bài vui rồi, okay. Nhưng mà ý là cái tựa là cái gì ha? Happy. Là vui đúng không? Là vui đúng rồi. Là vui đúng rồi. Là vui mà. Nhưng mà thật sự là thấy nãy giờ cái kiểu là đã quá tự tin rồi, nhưng mà không biết là tập luyện như thế nào thì mình chắc mình phải coi đi ha. Xin mời các bạn. Tuần này là tuần Sơn đầu tư nhất từ trước đến giờ luôn. Là về mấy cái phụ kiện này đang nói đúng không? Phụ kiện cho đến band nhạc, cho đến vũ đoàn, cho đến có một vũ khí bí mật. Mình giấu từ đầu chương trình cho đến giờ và lát nữa thôi mình sẽ lên sân khấu, mình sẽ set nó lên. Còn cái gì thì biết sau. Biết liền đi. Biết liền. Bây giờ mình up lên sân khấu, mình show ra những cái vũ khí bí mật mà mình đã cất giấu bấy lâu này. Wow, trời. Thần thái quá rồi, tự tin quá rồi, hiên ngang quá rồi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp lại Thái Sơn trên sân khấu với Pharrell Williams. Xin mời. Bring me down, I cannot. Bring me
Cảm ơn các bạn vũ đoàn rất là nhiều ạ. Wow, quá hay, quá xuất sắc. Tiết mục khởi động chương trình thôi mà thiêu đốt cả cái sân khấu này. Thái Sơn thân mến, Duy Khánh có một cái thắc mắc, có phải là bạn vay mượn cái cảm xúc của tuần trước, bạn được giải nhất tuần, bạn vui sướng quá nên lần này bạn trình diễn ca khúc Happy đúng không? Chính xác, và cho một tràng vỗ tay nữa, bạn rất là happy cho tuần này ạ. Chưa kể là tiền thắng của tuần trước là em đổ vào phụ kiện hết mà mọi người toàn là vàng từ đấy trong dưới. Không những đổ vào phụ kiện đâu mà còn đầu tư hát live band, và coi như là một tiết mục khởi đầu quá là thuận lợi, quá là hay. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe những lời nhận xét đến từ ba vị ban giám khảo. Xin mời cô Kim Xuân ạ. Mọi người ơi, mọi người có happy không? Tôi không hiểu là có cái sự trùng hợp sao mà ban giám khảo tôi bữa nay là mặc toàn màu nóng không? Và cái bài đầu tiên của Sơn nóng, nóng rực luôn. Tôi nhớ cái anh chàng này là khi tôi coi cái chương trình The Voice của Mỹ á, là bạn làm giám khảo mà vừa là một nhà thiết kế thời trang nữa. Thành ra bạn ấy rất là chú trọng về hình thức. Và Thái Sơn cũng đã đi thẳng đến trước mặt chúng tôi và mời chúng tôi xem bạn hóa thân và bạn hóa trang như thế nào. Có lẽ là bạn rất là tự tin với cái bài này, và quả tình là cái không khí của ngày hôm nay nó nóng lắm, chỉ biết khen thôi. Và cảm ơn, lần đầu tiên tôi ngồi đây mà tôi được nghe nhạc sống, và giống như là tôi được xem bạn biểu diễn chứ không phải là bạn dự thi. Chúc mừng bạn. Chúc mừng Thái Sơn. Cảm ơn giám khảo Kim Xuân rất nhiều ạ. Ngay bây giờ xin mời giám khảo Mỹ Linh. Đúng là ứng cử viên nặng ký của chức vô địch mùa này. Cứ mỗi vào vòng sau lại đầu tư oách hơn vòng trước. Và lần này thì lại có cái năng lượng của cái giải nhất tuần vừa rồi. Mà cái năng lượng ấy nó đã bị ém nguyên 5 tuần trước. Đến tuần vừa rồi nó bung ra thì giờ nó bung luôn. Mà công nhận là bạn ấy rất là chu đáo. Khi mà bước lại gần đây là thấy tay bạn đeo đến 5-7 cái nhẫn. Nói chung là rất là đầu tư hình thức, rồi cái cách hóa thân vào bài hát này. Cái bài này đúng là lựa chọn hoàn hảo cho một tiết mục mở màn. Rồi tất cả các bạn dancer rồi ban nhạc ở đằng sau cũng thế, đã giúp cho em có một tiết mục rất là nóng. Và hôm nay hy vọng rằng tiết mục này sẽ làm khởi đầu hoàn hảo cho cả một đêm thứ 8 của chúng ta. Cảm ơn giám khảo Mỹ Linh rất là nhiều. Giống như cô Kim Sơn nói thì hầu như là anh ấy là nhà thiết kế thời trang, nên hôm nay em cũng thể hiện một chút chút, đó là áo em cũng vẽ luôn. Và quần em cũng vẽ luôn. Tất em cả lại mọi... gần đây đi, em lại gần đây. Bây giờ Thái Sơn lại gần là... để cho cô Kim Xuân thấy nha. Tự vẽ luôn á. Mọi người ơi, một tràng pháo tay cho bạn ấy nè. Trời ơi, dễ thương. Em tự đan luôn. Dễ thương. Quá nhiều tài lẻ. Cái đặc biệt mà Duy Khánh cực kỳ thích ở Thái Sơn đó chính là trong mỗi một tiết mục mà bạn hóa thân thành thì bạn đều đưa những cái sở trường của mình vào, giống như vừa rồi tự làm những cái nhạc cụ bằng miệng đó cô Xuân. Hay quá, hay luôn, quá xuất sắc luôn. Thì nghề chính của bạn là beatbox mà. Dạ, đó, thì đó, là có cơ hội bạn... thì bạn ấy sẽ đưa ngay vào trong những cái phần trình diễn của mình. Và đó là cái sự lựa chọn thông minh của một cái người biểu diễn, khi chúng ta khéo léo biết trưng trổ ra cho mọi người thấy những cái sở trường của mình. Bạn ấy làm một cách rất là tự nhiên, chứ mình không hề thấy rằng bạn ấy đang cố tình khoe khoang cái khả năng, bởi vì bạn ấy đưa vào một cách nó hoàn toàn hợp lý cho chúng ta cảm thấy một cái sự dễ chịu, và chúng ta phải trầm trồ thán phục với những cái khả năng của bạn ấy. Nếu như mà em không bắt đầu mở miệng và nói tiếng Việt, nói bằng cái giọng thật của em, thì anh vẫn cứ luôn nghĩ đây là cái anh chàng Pharrell Williams. Bởi vì gần như là em cứ nhập vai suốt từ khi em bắt đầu bước ra sân khấu cho đến khi kết thúc tiết mục của mình, mà anh vẫn không thể nào hình dung đây là Thái Sơn. Em đã làm rất là trọn vẹn, chỉ vỏn vẹn vài phút trên sân khấu, nhưng em đã mang lại hình ảnh đúng của người nghệ sĩ đó để cho khán giả thưởng thức. Chúc mừng em với tiết mục ngày hôm nay. Quá tuyệt vời. Cảm ơn ba vị ban giám khảo rất là nhiều. Và một lần nữa, một tràng vỗ tay thật lớn dành cho Thái Sơn nè các bạn. Cảm ơn Thái Sơn, mời bạn về chỗ nhé. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ anh ba Ngọc Sơn qua phần hóa thân của Phạm Việt Thắng. Trời ơi. Đếm đi. 3, 4, 5, 6, 7 rồi, 8.
9, 10 rồi, số đẹp rồi, số đẹp rồi, điểm 10 cho chất lượng. Rồi, sao trời, xin lỗi nha, tại vì khát nước quá. Khát nước quá, chạy đi uống nước mà vô cái tự nhiên thấy kiểu đang làm gì. Không phải, tại vì mình vào trong này mình chờ Khánh lâu quá ấy. Thì không, mình quá sợ, lâu đâu nha. Mình sợ kiểu cơ mình nó bị nguội ấy. Ủa tại sao? Thì mình muốn khoe cái cơ bắp của mình ở trên sân khấu vào trong cái tiết mục này. Tuần trước bấm chọn là đúng, anh Ba Ngọc Sơn. Đúng rồi đó. Đúng rồi, một người lúc nào cũng chăm chỉ tập luyện thể thao. À đúng rồi, anh Ba cũng hay rất là biểu diễn những cái màn hít đất trên sân khấu, đúng không? Đúng rồi. Kể từ ngày mình biết là mình phải hóa thân thành anh Ba thì mình đã cố gắng rất nhiều để ý đến những cái đặc trưng nhất của anh Ba đó. Thì mình thấy đây là một cái rất là hay, vừa có lợi cho sức khỏe mà lại vừa lột tả được một phần nào đó tính cách biểu diễn của nhân vật mình cần hóa thân đó. Và ngoài cái việc hít đất nè thì còn anh, nhiều thứ lắm. Khoan, anh hát anh để video rất là sao, anh đừng nói nữa, nói lộ hết, mình không muốn khán giả mất cái tò mò. Thôi được rồi, vậy thì khán giả không nói nữa. Bây giờ mình coi thử có bữa giờ tập luyện như thế nào được chưa ạ? Ok Khánh. Okay, xin mời. Không phải là Khánh hỏi để mà Khánh làm cho Thắng bị lộ ra. Nhưng mà chính Thắng lộ ra luôn. Không, cái này nó chỉ là một phần thôi. Ở trong đấy mình còn nhiều thứ khác mình nhiều lồng cái hay ghép ho lắm, đúng không? Rồi, mình lồng ghép vào trong cái tiết mục biểu diễn của mình. Thôi thì mong Khánh và mọi người cùng chờ đón xem. Bây giờ dành chút ít thời gian ngắn ngủi này trước khi lên sân khấu, bây giờ mình chạy vô trong, mình hóa trang rồi mình hít đất đi ạ. Mình lấy sức khỏe cường tráng để hóa thân thành anh Ba Ngọc Sơn. Người yêu em như ngàn ánh sao, bừng lên trong màn đêm, lung linh đẹp xinh. Những phút thuần tiên bên em lòng ngất ngây, trao dâng trong lòng anh, đam mê cuồng say. Mình yêu nhau đi và yêu nhau hoài nhé em. Kề vai bên nhau cùng say sưa khúc nhạc tình. Mình vui đêm nay và trao nhau tình đắm say. Này em yêu ơi, tình anh ngàn lời muốn nói. Anh yêu em, yêu ngày phút ban đầu. Tình cờ mình quen nhau, trong anh mất em trao. Em yêu ơi, yêu em nhất trên đời, và chỉ mình em thôi. Trong trái tim nhỏ bé xin kính chào đại gia đình nhá. Hỡi người yêu em như ngàn ánh sao, bừng lên trong màn đêm, lung linh đẹp xinh. Những phút thần tiên bên em lòng ngất ngây, trao dâng trong lòng anh, đam mê cuồng say. Mình yêu nhau đi và yêu nhau hoài nhé em. Kề vai bên nhau
cùng say sưa khu nhạc tình. Mình vui đêm nay và trao nhau tình đắm say. Này em yêu ơi, tình anh ngàn lời muốn nói. Anh yêu em, yêu ngay phút ban đầu. Tình cờ mình quen nhau, trong ánh mắt em trao. Em yêu ơi, yêu em nhất trên đời, và chỉ mình em thôi. Trong trái tim ai rằng anh yêu em, yêu ngay phút ban đầu, tình cờ mình quen nhau. Trong ánh mắt em trao, này em yêu ơi, yêu em nhất trên đời, và chỉ mình em thôi. Trong trái tim ai. Một tràng vỗ tay thật lớn dành cho tấm thân nhỏ bé anh bạn Ngọc Sơn. Cảm ơn các bạn vũ đoàn ạ. Anh bạn Ngọc Sơn thân mến, chào khách. Em nghe mọi người trong nghề mình đồn rất là nhiều về anh, nói anh có một cái cột hơi rất là dài, bởi vì là anh rất là chăm tập luyện thể dục thể thao, đúng không anh? Ngày hôm nay á, anh có thể làm thử một cái cho em coi được không? Tại vì hồi trước giờ nghe không mà chưa bao giờ được chứng kiến tận mắt hết á. Tình chạm áp như vầng thái dương. Wow! Phải, nếu mà làm anh Ba Ngọc Sơn cái hơi dài á thì phải là cái câu mà và này con yêu ơi, con hãy nhớ. Thì anh Ba Ngọc Sơn làm vậy, tức là anh nói hai cái câu đó anh liền cái micro xuống đất á để cho mọi người thấy rồi con kêu mọi người nè. Nè, coi thử hơi tôi dài không nè, hơi tôi dài không? Hỏng mic của chương trình nhé. Sao? Nãy giờ coi như là cái phần thị phạm đến từ giám khảo Đại Nghĩa, bây giờ thử một lần đó, mình làm. Đó em làm lại đi. Thử coi. Này con yêu ơi, con hãy nhớ. Nhớ lời cha sống cho lên người và con ơi chớ. Cái chỗ này nữa nè, chớ liền với đôi lần nữa, liền với đôi lần nữa. Chạy một vòng, chạy một vòng, đúng rồi, chạy một vòng. Trời, chạy ra hát cái câu sao. Xin trời, vẫn còn hơi luôn, vẫn còn hơi luôn. Bao giờ rồi ra xuất sắc. Trời, cái cục hơi gì mà. Trời, hay quá à. Hơi dài quá luôn anh Ba Ngọc Sơn ơi. Trời ơi, khách khánh, hồi nãy anh nghi lắm đó nha. Lúc mà anh Ba Ngọc Sơn á, mà ca cái hơi đó, chạy vô trong, anh nấu bữa cơm anh ăn xong anh chạy ra cái hơi vẫn còn đó. Trời ơi. Không, em cũng đang tình nghi là anh ăn cơm sao anh còn đánh răng rửa mặt anh mới ra đây một lần nữa. Đúng rồi đó, hơi dài lắm, chưa kể anh còn đó, ngủ một giấc. Cái đó kìa. Hơi quá. Vâng à, một trào tay thật lớn dành cho Phạm Việt Thắng. Tôi cảm ơn mọi người rất nhiều. Quá xuất sắc rồi. Con ngồi ở bên dưới, con coi bạn, xong con thấy là ba vị ban giám khảo ngồi trên đó là rất là hứng thú với cái tiết mục này. Đặc biệt là con thấy là cô Kim Xuân rất là phấn khích. Cho con hỏi lý do tại sao ạ? À, đầu tiên thì cái tiết mục của con, cái tính giải trí nó dễ sợ lắm. Cái tính giải trí nó tới mức mà bạn Đại Nghĩa phải nhào ra là con hiểu rồi đó. Và đúng, hồi nãy lúc mà con hát đó, cô chờ con hít đất đó. Tại vì lúc nào là Ngọc Sơn cũng biểu diễn thể dục trên sân khấu. Và anh ấy dễ thương lắm. Nhưng mà con hồi nãy con làm cái bước chân của Michael Jackson chưa có giống nha.
ảnh lúc nào ảnh cũng mê cái điều cái chân nhảy của Michael Jackson hết đó. Và nhìn Ngọc Sơn á, tự nhiên người ta cảm thấy người ta vui lắm, người ta lạc quan. Cô rất là cảm ơn cái tiết mục đầy tính giải trí của con, và con rất là dễ thương, và cảm ơn là con đã chọn cái bài hát thiệt là vui của anh Ngọc Sơn. Cảm ơn con rất là nhiều. Cảm ơn cô rất nhiều ạ. Cảm ơn giám khảo Kim Xuân rất là nhiều ạ. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe những lời nhận xét và góp ý đến từ giám khảo Mỹ Linh. Mình có thời gian đi biểu diễn ở châu Âu 1 tháng rưỡi cùng đoàn, trong đó có anh Ngọc Sơn. Thì anh Ngọc Sơn rất trong sáng, và lúc anh ra sân khấu anh làm người ta rất là vui. Anh ấy cười, anh ấy khóc, rồi anh ấy diễn, và anh ấy thu hút được tất cả khán giả, những người lao động ở bên châu Âu, nên là họ rất là nhớ nhà. Thì anh Sơn anh ra anh hát là anh làm cho mọi người thỏa mãn cái nỗi nhớ, rồi mọi người được đến gặp nhau, rồi vui lắm. Và cái hay nhất của em là em mang chị trở lại những cái thời gian cái đấy, năm tháng. Vâng, bởi vì là em diễn rất là giống. Em giống anh Sơn lắm, em giống cái, dùng cái từ ngô nghê có được không nhỉ? Anh ở ngoài anh thông minh cực kỳ. Anh hồn nhiên chị. Cái đoạn đi ra đây mà cái khác xong cái đầu lắc lắc lắc. Đúng rồi, ở ngoài anh em thấy anh rất là hồn nhiên. Và hôm nay em mang được tất cả cái đó lại sân khấu. Tức là nhìn thấy đúng là anh Ngọc Sơn. Em giỏi quá cơ. Chúc mừng em. Cảm ơn chị rất nhiều ạ. Cảm ơn chị Mỹ Linh rất nhiều ạ. Em xin mời anh Đại Nghĩa ạ. Hôm nay anh rất là thích cái phần trình diễn của em, là bởi vì trong suốt nhiều mùa vừa qua thì anh thấy thỉnh thoảng cũng có 1-2 thí sinh bấm nút chọn được anh ba. Nhưng mà thường thì các bạn thí sinh sẽ chọn những cái bài hát mang màu sắc trữ tình như là Lòng Mẹ hoặc là bài Tình Cha. Nhưng mà hôm nay em mang đến một cái bài hát rất là tươi vui, cũng là một bài hát mà đóng dấu tên tuổi của anh Ngọc Sơn luôn, Lời Tỏ Tình Dễ Thương. Em mang cái không khí vui tươi, nó hào hứng, nó dễ thương, đúng cái chất của anh Ngọc Sơn. Mặc dù nếu xét về giọng hát thì giọng của em nó trầm hơn, nó dày và nó khàn, nó hơi khác cái màu so với cái màu giọng của anh Ngọc Sơn. Anh Sơn thì cái giọng anh trong hơn, anh bén hơn, anh bắt mic hơn, anh vang hơn em lắm. Đó. Nhưng mà ở em có một vài cái nốt lên cao thì nghe ra được giống cái âm giọng của anh Sơn. Bù lại thì em đã mang được cái tinh thần của bài hát và cái khí chất của cái con người đó. Nhưng mà dễ thương cái gì nè. Thường người ta chọn những cái ca khúc mà nó nói về những cái hiện đại và quần áo này. Bạn này chọn thời điểm 1990, cho nên cái bộ quần áo này mà dòm thấy anh Sơn cái lúc đó nó trẻ trung mà dạ, nó khỏe khoắn. Mà để cho các bạn trẻ nếu có xem chương trình này mà xem tiết mục của cháu thì sẽ thấy đó, anh Ngọc Sơn thời gian trẻ đã có như thế. Và biết đâu nó là modern đó, modern của anh bà Ngọc Sơn lúc đó, đó. Nó quay đi quay lại mà bây giờ có khi lại thành mốt lại bây mà giờ. Mà dễ thương hả? Dạ. Quá dễ thương luôn ạ. Dễ thương lắm luôn. Chúc mừng Thắng. Em cảm ơn anh chị rất nhiều, con lòng mỗi cô. Cảm ơn ba vị giám khảo rất là nhiều. Và một lần nữa xin chúc mừng Phạm Việt Thắng. Và ngay bây giờ, trước khi đến với thí sinh tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao trong ít phút. Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang quay trở lại với chương trình Gương Mặt Thân Quen phiên bản thế hệ mới. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ thí sinh tiếp theo. Tuần này hóa thân thành Yoko Oginome. Mình sẽ trình bày tiết mục như thế nào, mình bật mí tí xíu cho các bạn khán giả biết đi. Đây là một tiết mục mà Lịch cảm thấy là trong tất cả các tuần thì đây chính là cái tuần mà Lịch bẻ giọng nhiều nhất. Mà mình giống như mình nắm được một chút gì đó. Mặc dù khi mà mới bắt đầu tập thì Lịch hoàn toàn không biết bấu víu ở đâu luôn. Nhưng bắt đầu càng ngày càng tập thì mình thấy là cái bài này rất thấm với mình. Mà đây là một cái tiết mục mà Lịch hoàn toàn không nghĩ là mình sẽ làm được. Và cuối cùng đây lại là một tiết mục mà Lịch cảm thấy là mình đang nắm chắc nhất từ trước đến giờ. Nhưng mà nói tiếng Nhật thì một hai câu thì nghe có vẻ là đúng. Nhưng mà để mà hát tiếng Nhật cả một bài như vậy thì Khánh nghĩ là khó lắm đúng không? Khi mới bắt đầu tập ấy, thấy khó vô cùng, nhưng mà thật may mắn có một điều bật mí với Khánh, đó là Lịch mỗi lần ăn cơm hay xem phim Doraemon. Doraemon, đúng không? Xong cái tự dưng mình về mình xem lại lần nữa. Có thể là từ mấy cái phim này mà mình có thể học được phát âm một chút gì được tiếng Nhật. Trời, tận dụng đúng không? Chính xác luôn. Thì bây giờ mình thử coi là bữa giờ Phạm Lịch tập luyện như thế nào và cái bài hát đó có khó hay không nha các bạn. Bây giờ
chuẩn bị lên sân khấu rồi, Phạm Lịch có tự tin với tiết mục này hay không? Tự tin chứ, đặc biệt tiết mục này Lịch đã tự tin với cái nụ cười của nhân vật đấy. Wow. Nhưng mà bây giờ em thấy chị có làm như thế nào thì chị vẫn là Phạm Lịch thôi nha. Bây giờ chị chạy thùa vào phòng hóa trang, chị nhờ ekip biến hóa chị thành nghệ sĩ Yoko. Ok là, chơi okay nhá. Ok là. Tin không? Anh thích Lịch không? Khánh luôn luôn tin Lịch. Lịch có tin Lịch hay không mới là vấn đề. Lịch tin Lịch là được rồi. Ừ, đi nhá. Ba nhá. Vâng, và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ Phạm Lịch trên sân khấu Gương Mặt Thân Quen. Xin mời. Cái vũ đoàn của mình này rồi guốc dép đâu hết trơn hết trời rồi. Cái bài này là bọn em đi theo phiên bản gốc luôn ạ. Có nghĩa là cái phiên bản của cô ca sĩ người Nhật này là
các bạn đều đi chân không hết ạ. Tại vì cái bài này tốc độ nhảy cũng rất là nhanh và cần di chuyển liên tục ấy, thì chân không sẽ hỗ trợ các bạn nhiều hơn. Nhưng mà anh thấy trong đây có nhiều cô vũ công hơi lạ. Đây đây đây, khán giả nhiều luôn anh ơi. Xin phép mọi người cho anh mời cô này tiến lên. Sao mà tóc tai cô ngộ vậy em? Dạ, mọc từ trán ra hay sao anh Nghĩa? Anh sợ hơn là cái bên đây nữa nè. Đây nè. Sao vậy anh? Đây nè em, đây nè. Anh không hiểu cái thời trang tóc này thời trang kiểu gì luôn á. Nha, rồi chưa, đây đây nữa, đây nữa. Hồi nãy cái phần chào kết á, mọi người vô, hồi nãy không được kìa đâu em. Hồi nãy nó vậy nè, anh xin lỗi, anh xin lỗi. Xin lỗi nha, hồi nãy nó vậy nè. Đó, lúc mà chào kết nó vậy nè. Anh nhìn anh sợ. Đó, trời ơi, bây giờ cái vũ đoàn như vậy, thứ nhất là mình giống như mình lấy thịt mình đè người á. Cái thứ hai là có những vũ công như thế này, trời ơi, ai mà dám chê. Trời ơi. Mà được một cái là từ cả đây nhân vật chính và cả vũ công, bạn nào cũng mặc đồ với lại đánh cái màu mắt nó nhu lắm anh Nghĩa. Màu nó nhu lắm. Dạ đây nè, ví dụ như là bạn này đi, áo cam cam chiếu luminer, đánh mắt xanh đọt chuối, thấy không, cái màu nó nhu lắm, đẹp mà, quá mà, trời luôn. Mà cái điều đáng yêu là vậy nè, khi các bạn hóa trang có thể là nó không có sắc sảo lắm, nhưng mà các bạn rất là tự tin và hồn nhiên với cái diện mạo mới của mình. Và các đáng bạn yêu. Nhảy anh có cảm giác giống như anh đang trong phòng tập gym. Tự nhiên trời ơi, cơ bắp mà chuột nó chạy khắp phòng, chuột nó chạy cuồn cuộn luôn á. Mà nó dễ thương, nó đáng yêu vô cùng luôn. Lịch ơi, cái tiết mục này của em phải cảm ơn các bạn vũ công rất là nhiều đó. Cảm ơn các em nha. Một tràng pháo tay thật lớn dành cho các bạn vũ công của chúng ta ngày hôm nay, quá tuyệt vời. Đâu mà lịch tới em huy động được một cái vũ đoàn mà trời, em năng lượng quá. Em cũng rất là may khi có các bạn dancer hỗ trợ, nhưng mà kiểu các bạn rất là ý thức á. Mỗi khi mà bài không chắc như là các bạn sẽ tự chủ động, các bạn xin là cho em tập thêm. Thực sự là rất là cảm ơn các bạn dancer. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng được lắng nghe những lời nhận xét đến từ ba vị giám khảo. Xin mời giám khảo Đại Nghĩa, bởi vì thấy anh rất là phấn khích với tiết mục này và thấy anh ngồi tịch anh cười từ đầu tới cuối luôn á. Khi mà anh xem cái bản gốc của cô Yoko này đó thì anh cũng ấn tượng với cái vũ đoàn của cô ấy luôn. Nhưng mà cái vũ đoàn của cô toàn là nữ hết, và với những cái động tác rất là lạ, rất là mạnh, nhưng mà nó rất là hài hước với trang phục công sở nữa, cho nên mình mới thấy cái mắc cười đó. Và khi cô ấy trình diễn cái bài này á thì mình thấy một cái năng lượng nó rất là vui, nó tràn ngập khắp mọi nơi. Thì hôm nay Lịch đã làm được cái tinh thần đó. Em cũng đã bắt được cái thần thái của cái cô Yoko này, là cái gương mặt của cô hát á, cái gương mặt của cô lúc nào cũng hớn, nó có vẻ nó vui, lúc nào nó cũng cười như thế này nè. Đó, và cái gương mặt của em giữ đúng cái đó từ đầu đến đuôi luôn. Ban đầu thật ra khi anh xem cái bản gốc á, anh cũng ngại, anh không biết rồi Lịch sẽ làm nhân vật này như thế nào, là bởi vì cái vũ đoàn gần như là choáng hết cái phần trình diễn của cô ta. Nhưng mà không, em vẫn tỏa sáng giống như nhân vật chính của em vậy. Mặc dù cô ấy đứng giữa một cái vũ đoàn rất là đông người và màu sắc vô cùng sặc sỡ, dễ bị khán giả phân tâm, và đặc biệt là trong cái vũ đoàn của em có những cái cô gái lạ lạ kia nữa, lại làm cho khán giả phân tâm nhiều hơn. Nhưng mà em vẫn không bị nhòe, em không bị nhòa, em không bị mất hút giữa một cái vũ đoàn đông người và màu sắc đến như thế. Đó là một cái phần trình diễn rất thành công của Phạm Lịch. Chúc mừng em. Cảm ơn giám khảo Đại Nghĩa rất là nhiều. Xin mời giám khảo Mỹ Linh ạ. Tuần nào cũng khen Lịch, không còn từ để khen nữa. Nhưng mà đúng là Lịch có cái hay là như này. Lúc mà ra sân khấu á, thì càng vào các cái vòng sau á, bạn ấy càng nhập vai. Lúc trả lời phỏng vấn một cái là bắt đầu là quay lại Phạm Lịch liền, rụt rè lại ngay. Thành ra là mọi người nhìn thấy một cái sự tương phản rất là rõ giữa Phạm Lịch và những nhân vật mà em hóa thân vào. Em là một vũ công, em nhảy giỏi rồi, nhưng mà vào cái bài này thì em lại phải ngô nghê cơ, lại phải nhảy kiểu khác. Mà các động tác ấy rất là buồn cười cơ nhá. Dạ, rất là lạ. Buồn cười cực kỳ luôn ấy. Thì là chị nghĩ rằng là đối với những người mà bản thân người ta đã là vũ công mà người ta nhảy giỏi ấy, thì bây giờ bắt người ta nhảy dở là khó lắm chứ. Dạ. Nhỉ? Thì thành ra là em, chị nghĩ rằng là đằng sau mấy phút biểu diễn ở trên sân khấu, đó là một cái sức lao động và cái sự kỹ lưỡng của em. Ẩn đằng sau cái vẻ im im, hiền hiền của em là một người rất là chăm chỉ. Thế nên là chị cũng đồng ý với cả anh Đại Nghĩa là rất là dành nhiều lời khen cho em trong cái tiết mục vừa rồi. Trông thì có vẻ là không có gì, nhưng mà khó lắm đấy, chứ không phải dễ đâu. Cảm ơn giám khảo Bê Linh rất là nhiều.
Cô Xuân ơi, không biết là cô có đồng tình với lại quan điểm của anh Đại Nghĩa và cả chị Mỹ Linh không ạ? Sao tôi thấy tôi có mặt lần này tôi có lỗi quá. Tại vì các bạn dễ thương quá à. Các bạn là đem lại cái sự thanh xuân trong từng cái tiết mục á. Và rất rất là dễ thương luôn. Và rõ ràng là từ cái tập 4 mà tôi coi cho đến giờ tập 8 thì các bạn tiến bộ nhanh dễ sợ luôn. Chỉ có một cái thắc mắc này. Trong bài này, cái cô Yoko này nếu như không lầm thì cô xem á, tự nhiên cô có cảm giác là cái độ nhu mì của cái cô ca sĩ á, và cái nét hơi đứng đứng của cô ca sĩ á, nó làm cho cô cảm giác những cái thao tác múa và những cái hoạt động múa so với Phạm Lịch hồi nãy á, nó có chậm lại. Cổ điềm đạm hơn, cổ nhu mì hơn với cái số tuổi, với cái gương mặt và với cái phong cách của cổ, trong khi con thì rất là trẻ trung và hòa điệu đối với đội múa. Đó là một cái cảm giác rất là riêng của cô Xuân. Thì đúng là con tham khảo thì cũng đúng là cô nhân vật này là cô ấy đã một người đứng tuổi rồi. Nhưng mà kiểu lên sân khấu sung quá rồi mọi người xung quanh hú hết. Con cũng kiểu à, không vậy là tìm được á. Nhưng mà con cũng mong muốn là giống mình mang đúng cái tinh thần cố là kiểu đam mê, nhiệt huyết và kiểu muốn cháy, cháy sân khấu. Cháy hết mình với âm nhạc. Yeah, yeah. Và cuối cùng là Phạm Lịch đã có một tiết mục cực kỳ giải trí. Đúng rồi. Vâng, cảm ơn ba vị giám khảo rất là nhiều. Và một lần nữa, một tràng vỗ tay thật lớn dành cho Phạm Lịch. Quá tuyệt vời. Cảm ơn bạn. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ thí sinh Hải Đăng Đu, hóa thân thành nam ca sĩ Khánh Phương. Xin chào Hải Đăng Đu. Hello anh. Tuần này thì theo Khánh nhớ thì Hải Đăng sẽ hóa thân thành nam ca sĩ Khánh Phương. Chính xác. Nhưng mà giọng của Đăng với lại cả giọng của anh Phương thì nó chênh lệch rất là nhiều. Về cái độ khào, độ sền sệt đặc trưng của anh Phương thì mình tập luyện nó có gian nan không? Chắc chắn là phải gian nan rồi. À lúc nào? Nhưng mà làm được. Mình hát em làm là được. Mình phải gằn cái giống. Đúng rồi đi. Trời, vậy đau họng chết luôn. Hơi hơi. Có bị viêm họng không? Có. Giác họng anh. Nhưng mà thôi không sao. Sao? Hy sinh đúng không? Nghệ thuật. Hy sinh vì nghệ thuật. Và mình sẽ chọn ca khúc nào của anh Khánh Phương này? Chiếc khăn gió mà. Chắc chắn là bài đẹp. Một quyết định cực kỳ đúng. Và bạn sẽ chọn cái tiết mục anh Khánh Phương biểu diễn gần đây hay là trước đó? Em chọn tiết mục gần đây. Gần đây sẽ có nhiều những cái để anh ấy diễn hơn á. Yeah. Vâng. Còn ngày xưa thì anh ấy đứng hát không mà. Oh. Nhưng mà giọng ngày xưa của anh ấy thì đậm chất của anh Khánh Phương hơn là bây giờ. Bây giờ giọng anh ấy bớt khào hơn, bớt dùng hơi hơn. Yeah. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng xem coi là Hải Đăng Đu đã tập luyện như thế nào các bạn nhé. May. Không thì thấy là 70% là giống á. Nhưng mà nghe cái giọng hiện tại thì giống như là anh Khánh Phương ở thời điểm sau này. Nhưng mà Khánh nghĩ là bạn phải nên chọn và tìm những cái điểm gì đặc trưng nhất để mình đưa vào. Thì khán giả cũng như là ban giám khảo sẽ có thể nhìn nhận và thấy được rõ là bạn có nghiên cứu cũng như là hóa thân thành anh Khánh Phương một cách nó tròn trịa nhất có thể. Với Khánh Phương ngoài xưa nhất có thể. Yeah. Và ngay bây giờ bạn đã sẵn sàng để bước lên sân khấu chưa? Sẵn sàng. Rồi, sẵn sàng. Thì còn nói gì nữa? Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp lại Hải Đăng Đu trên sân khấu khi hóa thân thành nam ca sĩ Khánh Phương. Xin mời, chúc may mắn nha. Cố lên. Chắc đang lạnh dần và em giờ đang chìm trong giấc mơ êm đềm, cưới mây man vào phòng, vòng tay của anh nồng nàn nhẹ nhàng ôm cho anh yên giấc ngủ ngon. Ở bên đây bầu trời thì mưa cứ rơi hững hờ, để tim anh cồn cao và da diết trong nỗi nhớ.
dường như anh nhớ về em. Gửi cho em đêm lung linh và tiếng sóng nơi biển lớn, gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió ấm để em thấy chẳng hề cô đơn, để em thấy mình gần bên nhau, để em vững tin vào tình yêu hai chúng ta. Rồi cơn mưa đêm qua đi, ngày mai lúc em thức giấc, nắng mai sẽ hôn lên môi em, nụ hôn của anh ấm áp. Và em hãy cười nhiều em nhé, vì em mãi là niềm hạnh phúc của anh mà thôi. Anh Phương có nhìn thấy khán giả giơ cánh tay lên được không ạ? À? Cheer, cheer, cheer. Ở bên kia bầu trời về đêm chắc đang lạnh dần, và em giờ đang chìm trong giấc mơ êm đềm. Gửi mây man vào phòng, vòng tay của anh nồng nàn, nhẹ nhàng ôm cho anh yên giấc ngủ ngon. Ở bên đây bầu trời thì mưa cứ rơi hừng hờ, để tim anh cồn cao và da diết trong nỗi nhớ. Dường như anh nhớ về em. Gửi cho em đêm lung linh và tiếng sóng nơi biển lớn, gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió ấm để em thấy chẳng hề cô đơn, để em thấy mình gần bên nhau, để em vững tin vào tình yêu hai chúng ta. Rồi cơn mưa đêm qua đi, ngày mai lúc em thức giấc, nắng mai sẽ hôn lên môi em, nụ hôn của anh ấm áp. Và em hãy cười nhiều em nhé, vì em mãi là niềm hạnh phúc của anh mà thôi. Và tiếng sóng nơi biển lớn, gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió ấm để em thấy chẳng hề cô đơn, để em thấy mình gần bên nhau, để em vững tin vào tình yêu hai chúng ta. Rồi cơn mưa đêm qua đi, ngày mai lúc em thức giấc, nắng mai sẽ hôn lên môi em, nụ hôn của anh ấm áp. Và em hãy cười nhiều em nhé, vì em mãi là niềm hạnh phúc của anh mà thôi. Hey yeah, ngôi sao trên cao, khăn gió ấm, chẳng hề cô đơn, mình gần bên nhau, để em vững tin vào tình yêu hai chúng ta. Rồi cơn mưa đêm qua đi, ngày mai lúc em thức giấc, nắng mai sẽ hôn lên môi em, nụ hôn của anh ấm áp. Và em hãy cười nhiều em nhé, vì em mãi là niềm hạnh phúc của anh mà thôi. Hey yeah. Woo. Da 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 da. Con ơi, cô hỏi thăm á, cái khăn gió ấm này là cho luôn hả là con? Là tặng luôn á, ủa lấy lại hả? À lấy lại chứ trời đất ơi. Con tặng cô luôn. Không, cái này là của người yêu con đem về đi. Chứ không thôi là cô chỉ nhận vậy, cô diễn với con thôi, vậy được rồi. Nhưng mà con chưa có người yêu nên là... không có ai sử dụng hết á. Chương trình này phát ra sẽ có người mê con. Đó, rồi. Nhân tiện quảng cáo luôn là chưa có người yêu đó nha các đó, bạn. Đó, nghe không? Ngày hôm nay thì Hải Đăng Du đã hóa thân thành nam ca sĩ Khánh Phương. Bình thường cái giọng của Hải Đăng thì là nghe nó trong, mà khi hóa thân thành anh Khánh Phương thì giọng nó sẽ hơi khào và có một cái độ khàn nhất định. Thì trong quá trình tập luyện thì em có khó khăn không? Có bị đau cổ không? Khi mà em gằn giọng xuống thì có một chút giống anh Khánh Phương nên là em... Gửi cho đêm đen lung linh và tiếng sóng nơi biển lớn, gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió ấm. Đang bây giờ nếu như em đã làm lại như vậy thì bây giờ em thử làm thêm một tí nữa đi. Tức là cũng gằn giọng như vậy nhưng mà em phà cái hơi ra nhiều hơn một tí. Gửi cho đêm đen lung linh và tiếng sóng nơi biển lớn, gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió ấm. Tức là ngoài cái chuyện gằn ra thì anh nghĩ rằng cái hơi nó phải đẩy ra nhiều hơn một tí nữa.
đó, cái hơi của anh Khánh Phương anh hát á, anh đẩy hơi ra nhiều đó, cho nên là sẽ rất là khó cho chúng ta, bởi vì nếu như mình không kiểm soát tốt á thì mình chỉ hát được có một cái câu ngắn thôi là mình hết hơi rồi đó. Cái hay cái giọng của Khánh Phương là như thế, nó dày, nó khàn, nhưng mà có cảm giác là hát bằng hơi rất là nhiều, và mình phải kiểm soát được cái luồng hơi của mình để mình lấy làm sao mình hát nó vừa có đầy đặn cái hơi đó mà vừa có cái sự khào khào đặc trưng đó thì nó mới ra cái chất của Khánh Phương nhiều hơn nữa. Cảm ơn ạ. Dạ vâng ạ, à, cảm ơn giám khảo Đại Nghĩa ạ. À. Dạ, xin mời giám khảo Mỹ Linh. Chị hoàn toàn đồng ý với cả anh Nghĩa, để mà bắt chước được Khánh Phương thì thực ra là không phải là khó, bởi cứ khào 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 cái giọng ra là sẽ giống anh Khánh Phương. Tuy nhiên là cái đoạn khào mới là đoạn khó, vì là phải có nhiều hơi. Cái này là em còn đang thiếu. Nhưng mà hôm nay em làm rất là tròn vai và biểu diễn một cái bài đầy đủ, sạch sẽ từ đầu đến cuối. Xong rồi còn ra đây tặng khăn cho cô nữa mà chị hơi ghen tị đó. Đáng phải mang hai khăn chứ. Đúng rồi, trời ơi, quá à, thiếu sót quá. Quá thiếu sót đây. Bé nó thiếu sót. Dạ xin lỗi, dạ đại diện bé xin lỗi. Con dạ. Năm nay con nhiêu tuổi? Dạ, năm nay con 20 tuổi ạ. 20 tuổi, phải vài năm nữa mới có kinh nghiệm tặng 2-3 người. Đấy, vài năm nữa sẽ tặng 2-3 người một lúc và giọng nó cũng khào hơn ra. Hơi nó cũng dày hơn, là chắc chắn là vào vai Khánh Phương là sẽ chuẩn hơn. Tức là thời gian làm nhuốm màu giọng mình đi đó phải không chị? Đúng rồi, nhưng mà thôi, nếu mà tập cái giọng đó thì hỏng giọng. Nhưng mà nè, cái clip mà em chọn á, nó lại là một cái chương trình mà anh Khánh Phương mới tham gia chương trình mới gần đây. Thì cái giọng của chúng ta nghe bây giờ so với cái giọng mà chúng ta đã vốn quen thuộc với cái bài Chiếc Khăn Gió Ấm này á, nó có một cái sự khác biệt. Có phải chăng vì điều đó mà em đã chọn cái bài này hay không? Em chọn clip này thì vừa nãy em hát thì giọng em đã khào hơn, với cả sử dụng nhiều hơi hơn so với cái clip mà so với clip này là có khào hơn. Còn nếu mà so với cái bản gốc của bài hát thì giọng em vẫn chưa hoàn toàn đó, sử dụng nhiều hơi như anh Khánh Phương. Cho nên anh mới nói rằng là khi chúng ta chọn bài, chúng ta sẽ phải chọn những cái bài nào mà nó đặc trưng nhất, nó dấu ấn đậm nhất của cái người nghệ sĩ đó để chúng ta có thể nghe ra. Cho nên là khi em hát ra, mặc dù là nó đúng với cái clip em lựa chọn, nhưng mà nó lại không nghe ra đúng cái chất mà Khánh Phương vốn dĩ đã là cái sự quen thuộc với mọi người bằng cái tiếng hát đặc biệt đó của mình. Đó là cái lời góp ý của anh thôi nha. Dù sao cũng chúc mừng em đã có một cái bài hát thành công với cái bản clip mà em đã lựa chọn. Cảm ơn những lời góp ý đến từ anh Đại Nghĩa và cả chị Mỹ Linh. Còn ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nghe lời nhận xét đến từ giám khảo Kim Xuân. Xin mời cô ạ. Những lời góp ý chính xác thì cô Mỹ Linh với lại Nghĩa đã nói với con rồi, và cô thấy là cái tuổi con còn rất là trẻ. Cô hy vọng là với những cái góp ý không phải mà đâu phải dễ lúc nào cũng được nghe đâu, thì sẽ là con rút kinh nghiệm để con làm tốt hơn cho cái con đường ca hát dài dài của con. Và hy vọng là sẽ gặp con trưởng thành, và con sẽ cộng với những cái lời góp ý này, con sẽ là một cái người được rất là nhiều khán giả yêu mến. Chúc mừng con đã đến với Gương Mặt Thân Quen. À, cô và anh chị ạ. Dạ cảm ơn cô Kim Xuân rất là nhiều, và một lần nữa xin chúc mừng Hải Đăng Đô. Và ngay sau đây, trước khi đến với thí sinh tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao trong ít phút các bạn nhé. Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang quay trở lại với chương trình Gương Mặt Thân Quen phiên bản thế hệ mới. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ thí sinh tiếp theo. Xin chào Linh Ly, mà chúng ta lại gặp lại nhau. Ta-da, Linh đây. Cười như vậy thì chắc chắn là đã rất tự tin cho tiết mục ngày hôm nay của mình đúng không ạ? Khi mà bấm chọn nhân vật này, thực sự Linh không biết nhân vật này là ai luôn. Vậy chắc là không phải là một fan cứng của K-pop đúng không ạ? Đúng rồi, Linh rất là ít nghe K-pop. Xin lỗi các bạn K-pop, nhưng mà thực sự là Linh rất là ít nghe, kể cả nhạc trẻ thì nhiều khi là bài nào lướt thính thì mới nghe thôi. Sau khi mà mình bấm chọn xong mình mới tìm hiểu được. Rồi tìm hiểu xong, cái cảm xúc đầu tiên khi mà coi những cái tiết mục của Sunmi thì Linh thấy như thế nào? Nói chung là sau khi mà xem xong ấy, cảm giác là wow, sao chị có thể làm được như vậy. Và Linh sẽ phải làm như thế. Trời ơi, liệu mình có làm được hay không? Sợ lắm, nhảy từ đầu bài đến cuối bài luôn. Mà vừa nhảy vừa hát, Linh sợ Linh không thể làm được. Bởi vì là Linh là một người không phải chuyên về nhảy. Mà nhiều khi là tập nhảy xong rồi mình cứ nhớ động tác rồi mình quên cả hát. Mà còn hát tiếng Hàn Quốc nữa. Đúng rồi, lại phải học tiếng Hàn Quốc. Nhưng mà khi mà biết là Linh Ly sẽ hóa thân thành Sunmi thì thật sự là Khánh với các bạn khán giả rất là tò mò và muốn biết là Linh Ly sẽ biểu diễn ca khúc nào. Thì đó, sau khi mà có tìm hiểu về Sunmi thì Linh cảm thấy là cái ca khúc Gashina là ca khúc mà
Wow. Ôi, chị ấy rất là quyến rũ. Thần thái đúng không? Đúng thế, rất thần thái. Có cái điều nhảy này đúng không? Rất là nổi tiếng luôn nè. Đó. Rồi bắn nè. Đó. Rồi bắn rồi đẩy xuống đây nè đúng không? Đẩy xuống đây. Trời ơi. Nói chung là Linh cũng phải tập cái đó mà thực sự là mình không thể làm đẹp được như chị đấy. Nhưng mà Linh vẫn cố gắng làm sao để có thể là giống được về tinh thần. Háo hức quá hay là bây giờ mình coi thử coi là bữa giờ Linh hát tiếng Hàn Quốc như thế nào. Rồi nhảy cái điệu nhảy này nó ra sao. Xin mời các bạn. Bây giờ chỉ còn vài phút nữa thôi thì chúng ta sẽ bắt gặp một hình ảnh của Sunmi và phần hóa thân của Linh Ly. Thì Linh Ly có điều gì muốn nhắn nhủ hay không? Thực sự thì cũng hơi bị áp lực đấy. Thì nếu mà Linh có làm không tốt thì các bạn fan của Sunmi cũng ủng hộ cho Linh nha. Linh cũng đã cố gắng hết mình rồi. Vâng, chắc chắn là như vậy rồi. Và ngay bây giờ xin mời Linh Ly bước thẳng lên sân khấu. Ok. Bắn nào. Wow. Wow, dứt khoát quá, động tác thật điêu luyện chứ. Wow, thật sự không có một chút vấp ngã nào hết. Còn chần chờ gì nữa mà không, đón xem ngay bây giờ nào. Thank you.
Một tràng vỗ tay thật lớn dành cho Lily. Cảm ơn các bạn dancer rất là nhiều. Trời ơi. Wow. Thần thái quá. Sexy quá, anh nhảy nãy giờ được kết thúc tiết mục vẫn còn nhảy. Xin chào. 안녕하세요. 안녕하세요. 감사합니다. So much. 강세희 감사합니다. Là cảm ơn tiếng Hàn Quốc mà còn thêm có chữ so much. Đó là sao? Mô? Mô? Mô là... Mô là... Mô là... là... Tiên nọ. Bây giờ mời giám khảo Mỹ Linh nhận xét đầu tiên nè. Dường như là hôm nay Linh Ly mới chọn được một cái nhân vật mà gần với bản thân mình nhất. Lúc trước thì có Taylor Swift. Cũng chưa thấy bộc lộ gì ghê gớm. Dạ. Yeah. Nhưng mà hôm nay là nó sexy, nào là nữ tính, nào là nói chung là... Hôm nay em làm rất là tốt á. Tôi nghĩ là 7 bài lần trước thì đây là bài tốt nhất của em ấy. Vũ đạo này kia là em đã tập rất kỹ càng. Những cái bước nhảy bốc một phát từ dưới đất lên trên cái bàn nhẹ như là không ấy nhỉ. Xong rồi mặt trời ơi, diễn nghe giỏi. Nói chung là chị nghĩ là hôm nay chị không có lời nào để chê em đâu. Chị thấy tiết mục của em rất là hay, rất là giống. Em cảm ơn chị ạ. Thực sự là khi mà bấm vào Sunmi một cái này cũng hơi sợ của chị. Em không biết gì về Sunmi cả vì thực ra em cũng ít nghe nhạc K-pop. Và em cũng cố tìm được cái bài hát này và có cả vũ đạo, cả nhảy luôn. Và em quyết định là em sẽ cố gắng làm tốt bởi vì từ trước nay là em chưa có một tiết mục nào mà vừa nhảy vừa hát từ đầu đến cuối cả. Và em muốn mọi người thấy được một cái hình ảnh mới trong em. Chị nghĩ là hình ảnh này rất là phù hợp với em á. Nên chị thấy rằng là cũng may cho em mà em bốc được nhân vật này để em có thể thể hiện được bản thân mình. Dạ vâng ạ. Em cảm ơn giám khảo Mỹ Linh rất nhiều ạ. Con xin mời cô Kim Xuân ạ. Cái bài này thì cô Xuân thấy là cô này cũng chỉ có một lần cười duy nhất là lúc mang giày nè. Đúng rồi ạ. Cô rất là xui. Hồi nãy cái lúc mà cô canh con đó, cô canh để coi là nguyên cái đoạn con đoạn nó cười không. Người mua đứng ngay trước mặt cô vậy nè. Cô không thấy được con cười. Nhưng cái nét lạnh lùng của Linh Ly trong cái nhân vật này nó rất là phù hợp. Và cũng giống như cô Linh nói, đáng ngại là không biết là con sẽ thể hiện quyến rũ như thế nào trong một cái bộ đồ nó khá là sexy. Nhưng mà bữa nay Linh Ly hết sức mình. Thú vị lắm. Về diễn xuất nè, rồi về giọng ca của con nè, về hình như là con buông lỏng cơ bắp và con rất là thoải mái với nhân vật này. Chỉ biết khen thôi. Cảm ơn con tiết mục này và cô lại chờ tiết mục sau nữa. Đó, vâng ạ, con cảm ơn cô ạ. Xin chúc mừng Linh Ly. Và ngay sau đây bạn sẽ được nghe lời nhận xét đến từ giám khảo Đại Nghĩa. Sunmi thì chúng ta cũng biết cô ấy là cựu thành viên của nhóm Wonder Girls. Cái hay của cô ta là ngoài một cái gương mặt đẹp, một cái vóc dáng gợi cảm ra, thì cô ấy biết sử dụng hình thể của mình để có thể truyền tải được cảm xúc của mình đến với khán giả. Mặc dù lạnh lùng đó nhưng mà vẫn thấy quyến rũ. Thì đây em làm được cái tinh thần đó. Còn về cái giọng hát, giọng của Sunmi thì trong hơn đó, cao hơn. Cao hơn. Còn giọng của Linh ấy, thì vẫn nghe ra cái âm sắc cái dày. Nó giọng là của Linh Ly từ xưa đến giờ. Nó rồi. Chưa có trong trẻo được như giọng của cô ta. Vì vậy để bắt chước được cái giọng của cô ta thì chưa tới. Nhưng mà về những cái mặt khác, hình thể và vũ đạo, cái tinh thần của cô bà hát em làm rất tốt. Chúc mừng em, Linh Ly. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Cảm ơn ba vị ban giám khảo rất là nhiều. Và một lần nữa chúc mừng Linh Ly. Dù như thế nào đi chăng nữa thì ngày hôm nay bạn đã hoàn thành xong tiết mục một cách rất trọn vẹn. Cảm ơn bạn. Đã từ lâu kể khi ai ta cạnh nhau, vậy mà khi bước đi bên em luôn thấy người im lặng, làm mặt ngơ mỗi khi em cố tình bật đèn xanh. Người đủ sống với trái tim em như thế không công bằng. Thế có chắc là anh sẽ không bị rung động bởi em? Mưa tí tách ngoài hiên mà anh vẫn đưa em về dấu bao giờ. Bước cứ bước cạnh sao chẳng nhận ra rằng người anh yêu đang gần bao nhiêu chính em mà. Anh biết em thương anh mà sao lại không nói ra? Sao cứ trêu em như vậy? Anh thật là xấu xa. Anh biết
là anh quá đáng nên trong lòng em là quá đáng yêu. Yêu đương mà là con quỷ thì anh đã có lớp vua khen yêu. 18 còn đang học hành, anh còn sợ mẹ đánh. Yêu là ngáo nên anh sợ lắm mất công lại lộ mình thôi với hình bình hành. Như là phóng phi tiêu, cứ thấy em là phô tâm nè. Anh cũng suy nghĩ nhiều, có khi đây là sai. Làm khi thấy em buồn hết lần này tới lần khác, lại là anh đóng vai ác. Cuộc đời em là bài hát, anh là nốt trầm duy nhất trong khổ nhạc. Thế có chắc là anh sẽ không bị rung động bởi em? Nơi tí tách mùa yên mà anh vẫn đưa em về dấu bao giờ? Bước cứ bước cạnh sao chẳng nhận ra rằng người anh yêu đang gần đó như chính em mà. Anh biết em thương anh mà sao lại không nói ra? Sao cứ trao em như vậy? Phở thay chúa mà em cứ thấy anh thờ ơ. Xe đó em chưa lỡ chuyến mà sao cứ thấy anh làm lơ. Anh ơi con tim này cô đơn lắm, đưa bàn tay em nắm. Mình về chung một nhà rồi ta yêu từ đây về già. Vậy mà cứ thế suốt bao mùa trôi qua. Anh lặng im và chẳng nói gì, câu chuyện kia không nên nói thêm vì em không muốn chúng ta chỉ là qua thời gian rồi chắc sẽ thôi. Em sẽ thích thêm một ai đó khác. Thôi anh bên em, đưa em bằng xanh. Gọi là người yêu của hai ta chỉ là bạn. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang quay trở lại với chương trình Gương Mặt Thân Quen phiên bản thế hệ mới. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ Cara sẽ hóa thân thành Selena Gomez. Xin mời. Xin chào Cara. Chào Ngắn ạ. Thần thái của Selena Gomez như thế nào sau khi bạn đã tìm tòi nghiên cứu? Mặt thì mũm mĩm dễ thương nhưng lên sân khấu diễn rất là sexy sexy. Em thích đi vào ba. Ghê không? Không, Khánh nghĩ là mình nên thích đi lên sân khấu. À, thích và đi lên mình sân nhận khấu được sự tuyệt đối đến từ ba vị giám đúng khảo rồi, đúng. Và Selena có một cái gương mặt kiểu tròn tròn, mũm mĩm, đáng yêu. Mà Cara không hề có được điều đó. Không, Cara tăng mấy ký rồi đó, trong một tuần ráng ăn nhiều chút tăng. Ráng ăn nhiều cho mập lên, cho mỡ nó dồn lên mặt. Trời. Hy sinh. Hy sinh gì nghệ Hy thuật. Hy sinh. Nhưng mà không biết lúc sau có giảm được nữa. Nhưng mà cũng là may mắn. Bởi vì tuần này mình có thể dễ dàng hóa thân thành trang. Một gương mặt bầu bĩnh của Selena, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ mình coi thử coi bữa giờ mình tập luyện như thế nào nha. Xin mời các bạn. Công tâm mà nói thì Cara hát tiếng Anh tốt. Vâng, cảm ơn Khánh ạ. Nhưng mà về cách biểu diễn thì sao thấy nó vẫn còn chưa có giống lắm á. À, sao, thôi hiểu sao? Rồi. Nói lại nghe sai nữa nè. Tập luyện là mình giấu đi hay cái giấu, kỹ năng cái đó. Hay giấu. Cái tật hay giấu. Cái tật hay giấu lắm. Nhưng mà lát nữa sân khấu đừng có giấu. Sai, không nó giấu nữa là sai. Đúng rồi, tại vì bạn có một cái khả năng tiềm ẩn. Đúng rồi. Nhưng bạn đừng để cho người khác càng tìm càng ẩn. Vâng vâng, nhớ. Bạn phải nhớ. Thể hiện ra. Nhớ ạ. Đúng không? Không dám đâu. Không dám đâu. Dạ. Cara còn phải lên sân khấu mà. Ok ạ, à, vâng, đi luôn. Không nói nhiều nữa, đi lên trên sân khấu. Và hãy làm tốt vai trò khi hóa thân thành Selena Gomez. Ok ok ạ. Xin mời. Thank you.
same old love. That city tears me up. I'm so sick of that same old love. My body's had enough. Oh, that same old love. Oh, that same old love. I'm so sick of that same old love. Feels like a blow apart. I'm so sick of that same old love. Feel time to break your heart. Wasting tonight on you. I know I'm hurting on, so don't you try to change your mind. 'Cause I won't be changing too. You know I don't believe, I don't believe that you lost in peace. Left me in peace there. Too hard to breathe. I'm on right now. Oh. I'm so sick of that same old love. That city tears me up. I'm so sick of that same old love. My body's had enough. Oh, that same old love. Oh, that same old love. I'm so sick of that same old love. Feels like a blow. So sick of that same old love. Feel time to break your heart. Oh, that same old love. Oh, that same old bạn Vũ Công rất nhiều ạ. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe những lời nhận xét đến từ giám khảo Mỹ Linh ạ. Tuần trước á, thấy em bắt phải cái nhân vật Selena Gomez này là chị hơi có chút lo cho em. Tại vì nhân vật này thì là cô không có một cái dấu ấn quá đậm để mà mình có thể như là gọi là gì đồ lên à. Một cái là đặc điểm nhận dạng á. Ở đó cô này là cô đẹp này, rồi cô hát cũng vừa phải, nhảy cũng vừa phải, mỗi thứ cô có một tí. Mà không có cái gì để có thể đồ hẳn lên. À, nên là tụi chị là lo lắm. Nhưng mà rất là may là em lại rất là tròn vai. Nói chung là chị thấy rằng là đây là một tiết mục không chê vào đâu được. Em làm mọi thứ rất là vừa, rất là Selena Gomez. Chúc mừng em. Cảm ơn giám khảo Mỹ Linh rất là nhiều ạ. Dạ, con xin mời cô Kim Xuân ạ. Qua tới cái vòng thứ 8 này là càng ngày mấy cháu giỏi quá. Tức là không chỉ về thần thái mà cả về trang phục. Nó giống như cái nhân vật của mình á, là gần như chính xác là 95%. Chỉ có hơi tiếc một chút. Tại vì cô ấy là trình diễn live ở sân khấu, cho nên cái độ quạt nó mạnh lắm. Cô Xuân lưu ý thử, con nghe thử nha. Cái váy mà cổ mặc á, chắc có lót keo á, thành ra nó có cái độ căng. Cổ xoay qua là nó giống như là một cái vòm của công chúa. Thì con sẽ lưu ý là khi nào mà những nhân vật nó cần những cái sự đặc biệt như vậy á, thì có lẽ con nên chọn cái chất liệu vải. Dạ. Và con chọn cả cái độ bóng của nó nữa. Để khi mà con quay người đi á, thì nó sẽ đẹp. Và cái thần thái nó tạo nên cái nét rất là dễ thương lắm. Dạ. Đó.
Nhưng mà chúc mừng Cara sao càng ngày càng hay vậy trời. Dễ thương lắm luôn á. Cảm ơn giám khảo Kim Xuân rất là nhiều. Em xin mời anh Đại Nghĩa ạ. Cô Selena này bây giờ chỉ mất 27-28 tuổi thôi, cũng không phải là một cái khoảng cách quá lớn với độ tuổi của em. Cũng như về nhan sắc thì em cũng chẳng hề kém cạnh gì cô ta cả. Cho nên anh thấy đến tuần này cái đó nó gần như mới được là một phần gì đó tương đối gần giống với mình. Cho nên là anh nghĩ rằng em sẽ thoải mái hơn để hóa thân thành cô ấy. Và nếu như Selena mình thấy rằng cô ấy có một cái gương mặt hơi nũng nịu một tí thì ở Cara em cũng có được cái điều đó. Cái gương mặt của em nó vẫn có cái nét trẻ con, nhưng mà cái phần trình diễn của cô ấy thì lại quyến rũ, mạnh mẽ vô cùng. Thì ở Cara cũng lại có cái tinh thần đó. Dĩ nhiên là nó thiếu một vài cái sự hỗ trợ về kỹ xảo sân khấu như là gió, là quạt. Thì đó là cái điều anh hơi tiếc. Nếu như mà trong cái phần trình diễn này của em mà cái quạt gió nó mạnh hơn, hoặc để nhiều cái quạt gió hơn thay vì chỉ có một cái ở dưới, thì chắc chắn là cái luồng gió nó sẽ thổi tung cái tóc em, nó cái bay, nó sẽ tạo thành một cái hình ảnh vô cùng đẹp và quyến rũ. Thì anh tin rằng cái điều đó nó không hề khó với em, chỉ là bây giờ không có gió để thổi tung tóc của mình để mình diễn thôi. Nó tiếc là tiếc như vậy. Chứ còn về cái năng lượng của em trong cái bài hát này có, cái tinh thần trong bài hát này em cũng có, ngoại hình cũng tương xứng với lại Selena. Vì thế anh nghĩ rằng em đã thành công với tiết mục của đêm nay. Chúc mừng. Cảm ơn ạ. Cảm ơn những lời nhận xét rất là chân thành đến từ ba vị ban giám khảo. Một lần nữa xin chúc mừng Cara Phương. Và ngay sau đây sẽ là phần cho điểm từ phía ban giám khảo. Ngay lúc này thì cái không khí nó căng thẳng còn hơn là những đêm thi trước nữa. Căng thẳng không phải là từ phía các bạn thí sinh, cũng không hoàn toàn là từ phía ban giám khảo, mà các bạn khán giả, những người đang ngồi trước màn hình TV rất căng thẳng và chờ đợi để biết được rằng ngày hôm nay thí sinh nào phải tạm dừng cuộc chơi. Cười gì? Cười. Cô nhìn anh Nghĩa đi cô. Hả? Cứ mỗi lần tới cái đoạn này là một là anh sẽ làm bị mất tập trung, hai là bây giờ anh bất động luôn rồi. Đóng băng tạc tượng luôn. Mình cùng nhau đóng băng trước giây phút chúng ta chia xa, đúng không anh Nghĩa? Vâng, và ngay lúc này thì chắc chắn là phía ban giám khảo, anh Đại Nghĩa, chị Mỹ Linh và cả cô Kim Xuân cũng đã có được những số điểm riêng cho mình rồi. Nên là ngay lúc này có không biết là bây giờ phải mời ai cho điểm đầu tiên đây. Lady first. Lady first. Cô Kim Xuân ơi. Hả? Dạ, cô có sẵn sàng là người cho điểm đầu tiên hay không ạ? Vừa là lady first, vừa là kính lão đắc thọ. Trời, quá hợp lý rồi, quá hợp lý rồi. Thôi, để tôi ghét cái chương trình này quá, đi chơi làm chi, tự bị người ta chê mình già, thấy chán ghê liền. Thôi để chị làm á. Mình là giám khảo cố định nên bây giờ mình cho điểm trước đúng không ạ? Thôi, tiền chủ hậu khách. Vâng ạ, xin mời. Cho chị đỡ hồi hộp. Giám khảo Mỹ Linh. Thì hôm nay cái top 3 của tôi thì không có gì là quá khó để mà tôi đặt bút. Nhưng mà thôi thì đằng nào cũng phải cho điểm. Nên thôi, tốt nhất là tôi đọc điểm luôn. Hải đang đu 7 điểm. Cara Phương 8 điểm. Linh Ly 9 điểm. 10 điểm là Thái Sơn. 11 điểm là Phạm Lịch. Và 12 điểm là Phạm Việt Thắng. Cảm ơn giám khảo Mỹ Linh rất là nhiều. Và Phạm Việt Thắng, bạn nhận được số điểm tuyệt đối đến từ giám khảo Mỹ Linh. Xin chúc mừng Phạm Việt Thắng. Và ngay sau đây sẽ là phần cho điểm đến từ giám khảo Kim Xuân. Xin mời cô ạ. Lời hay ý đẹp thì cũng đã nói rồi. Khen cũng khen hết lời. Và những gì cần nhắc nhở thì cũng nói rồi. Chỉ có thể nói một cái câu là cô rất rất là yêu thương các cháu. Và cô cảm thấy là khi các cháu đến đây, các cháu đã cống hiến hết mình. Những số điểm này có khi nó nhỉnh hơn nhau chút thôi. Nhưng mà ban giám khảo đã bằng cái cảm nhận riêng của từng cá nhân mình, và các con đón nhận điều này, nó chỉ là một cái chấm nhỏ trong cái cuộc đời để các con đi tiếp thôi. Cô cũng sẽ đọc từ thấp đến cao. Hải Đăng Đu 7 điểm. Cara Phương 8 điểm. Phạm Lịch 9 điểm. Linh Ly 10 điểm. 11 điểm Thái Sơn và 12 điểm Phạm Việt Thắng. Xin chúc mừng một lần nữa Phạm Việt Thắng. Bạn đã nhận được số điểm tuyệt đối đến từ giám khảo Kim Xuân. Và người còn lại cuối cùng không ai khác, đó chính là giám khảo Đại Nghĩa. Rã đông. anh xin đọc số điểm của mình như sau.
7 điểm anh dành cho Hải Đăng Đu. 8 điểm Linh Ly. 9 điểm Cara Phương. 10 điểm Phạm Việt Thắng. 11 điểm Thái Sơn và 12 điểm Phạm Lịch. Wow. Xin chúc mừng Phạm Lịch. Quá tuyệt vời. Bây giờ trước khi mà chúng ta biết tổng điểm của đêm thi ngày hôm nay thì Duy Khánh có một lời chia sẻ như thế này. Ngày hôm nay chắc chắn là sẽ có một bạn thí sinh có số điểm tổng thấp nhất buộc phải dừng lại. Nhưng đó không phải là kết thúc. Bởi vì chắc chắn là bạn vẫn sẽ còn một cơ hội để quay trở lại đêm chung kết và tranh giải quán quân cùng với các thí sinh khác. Nhưng với một điều kiện, đó chính là bạn nhận được những sự bình chọn, sự yêu thích từ phía khán giả. Và để hiểu rõ hơn về sự bình chọn này, mời các bạn truy cập vào fanpage Gương Mặt Thân Quen. Xin cảm ơn. Và ngay lúc này đây, xin mời màn hình tổng điểm của đêm thi ngày hôm nay. Hải Đăng Đu 21, Cara Phương 25, Linh Ly 27, Thái Sơn 32, Phạm Lịch 32 và dẫn đầu là Phạm Việt Thắng 34 điểm. Vâng, và người nhất tuần ngày hôm nay không ai khác, đó chính là Phạm Việt Thắng. Yeah. Đây, giải nhất tuần dành cho anh ba Ngọc Sơn. Cảm xúc của Phạm Việt Thắng như thế nào ngay lúc này đây? Ngay lúc này thì đây cũng là lần thứ hai rồi, nhưng mà cảm xúc của em vẫn y nguyên như lần thứ nhất. Là em cảm thấy rất là vui và rất là sung sướng khi cầm được tấm bảng này trên tay. Và em cảm ơn ba vị ban giám khảo rất nhiều đã dành sự yêu ái cho em ở tiết mục của Hóa Thân vào anh ba. Em cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Cảm ơn bạn rất nhiều, và bạn đã có một tiết mục cực kỳ ấn tượng và Hóa Thân thành anh ba Ngọc Sơn quá xuất sắc. Nên vì vậy là cái giải thưởng này không phải là đến từ cái sự ưu ái của ba vị ban giám khảo, mà là bạn đã làm thật xứng đáng để nhận nó nhá. Chúc mừng bạn. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ được biết tổng điểm của các đêm thi. Xin mời. Hải Đăng Đu 103 điểm, Cara Phương 107, Linh Ly 109, Phạm Lịch 116, Phạm Việt Thắng 117 và dẫn đầu là Thái Sơn 132 điểm. Xin chúc mừng Thái Sơn. Và bảng điểm cũng đã hiện lên rồi. Thí sinh có số điểm thấp nhất trong tổng tất cả các đêm thi từ đầu tới bây giờ thì lại một lần nữa rất chia buồn và tiếc nuối khi phải đọc tên Hải Đăng Đu. Xin mời bạn. Bạn đi rồi bạn đến, bạn đến rồi bạn đi. Nhưng mà Khánh tin chắc rằng bạn sẽ đến lại một lần nữa bằng tình yêu thương của các bạn khán giả ủng hộ và bình chọn cho bạn để bạn nhận được một tấm vé hồi sinh để có thể tranh giải quán quân trong đêm chung kết. Và ngay lúc này Duy Khánh cũng như là ban giám khảo, các bạn thí sinh và khán giả đang theo dõi truyền hình rất muốn biết cảm xúc của bạn. Xin mời. Cảm xúc của em thì vui ạ. Bởi vì sau 8 tập thì em đã học hỏi được rất nhiều từ những lời góp ý của anh chị ban giám khảo và các anh chị tham gia cùng với em. Sau khi mà em rời khỏi chương trình thì em chắc chắn rằng em sẽ có được nhiều những kinh nghiệm hơn trong nghệ thuật để em tự phát triển bản thân mình hơn. Cho nên là em không có gì để tiếc nuối khi mà rời đi một lần nữa. Nếu như mà có một cơ hội lần nữa thì chắc chắn là em sẽ không để quý vị khán giả thất vọng nữa. Hy vọng là các bạn khán giả đang xem truyền hình cũng đã nghe được những tâm tư chia sẻ của Hải Đăng Đu, và các bạn hãy giúp cho Hải Đăng Đu quay trở lại vào đêm chung kết các bạn nhé. Một lần nữa xin cảm ơn Hải Đăng. Và đây là bó hoa tươi thắm gửi tặng cho Hải Đăng Đu. Một tràng vỗ tay thật lớn dành cho Hải Đăng Đu. Rất cảm ơn bạn đã đến với chương trình và hy vọng là bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa nha. Cảm ơn bạn rất nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao trong ít phút các bạn nhé. Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang quay trở lại với chương trình Gương Mặt Thân Quen phiên bản thế hệ mới. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với giây phút chọn nhân vật cho tuần tiếp theo. Xin mời. Người đầu tiên ngày hôm nay đó chính là Cara Phương.
Không muốn nói gì thêm hả? Dạ không. Không no, muốn nói gì thêm no. Rồi rồi, đặt tay lên cần gạt luôn nè. Sẵn sàng chưa? Tâm lý bình tĩnh nha. 3 2 1 xin mời. Khó à nha. Rồi, hợp lý, hợp lý, hợp lý. Tiếp theo là Linh Ly. Linh Ly có muốn chia sẻ gì hay không? Có nguyện vọng mong ước gì cho nhân vật tuần tiếp theo hay không? Thì Linh cũng đã nói rồi đấy, nhân vật nào thì Linh cũng sẽ làm hết sức mình thôi. Vâng. Và Linh sẽ cố gắng làm cho thật tốt. Còn bây giờ cứ nhấn đi nhỉ. Cảm ơn tinh thần rất bất khuất của bạn. Mời bạn đặt tay lên cần gạt. 3, 2, 1, xin mời. Wow. Trời ơi, tôi mong chờ nha. Ráng lên. Ok, Linh sẽ cố chinh phục tuần tiếp theo nha bạn nhé. Dạ. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Rồi, xin mời Thái Sơn. Bạn có mong muốn gì hay không? Tại vì thấy liên tục là bạn có những icon nước ngoài rồi đó. Thì tuần sau bạn có muốn là mình sẽ có một cái icon là người Việt Nam hay không? Thực ra thì đối với Sơn thì bây giờ bởi vì cái màu của mình có cảm giác nó cũng giống giống rồi. Bây giờ mình rất là muốn có một cái hình ảnh nào đó mà khác hoàn toàn luôn. Kể cả ví dụ mình nhạt, mình có thể diễn hài đi chẳng hạn. Mình thử sức với diễn hài chẳng hạn. Muốn thay đổi hoàn toàn, hoàn đúng không? Luôn, 180 hoàn độ nha. Mời đặt tay lên cần gạt. 3, 2, 1, bắt đầu. Nam ca sĩ Quang Vinh. Hoàng tử Sơn ca. Khác hoàn toàn chưa ạ? Thực ra thì... Sao mà quang mang vậy? Không, bởi vì là cái giọng hát thì mình không nói, nhưng mà đây là hoàng tử Sơn ca và rất là đẹp trai. Chứ ngoại hình người ta không có được tự tin lắm. Thì bây giờ phải ráng đi, trong vòng một tuần mình phải làm như thế nào đó để mình thay đổi và biến hóa gương mặt thân quen mà. Một tuần để kịp đi sửa đó em. Rồi, ngay lúc này đây sẽ là phần bấm chọn nhân vật cho tuần tiếp theo của Phạm Lịch. Bạn có muốn nói gì không? Không, làm luôn nhé, cho nó nóng không, nhé. Không, đúng không? Đúng vâng. 3, 2, 1, xin mời. Cái quan trọng là giọng hát đấy. Tập hát đúng không? Thì về đi tập đi. Có một tuần lận mà. Tuần nào cũng bơi, tuần nào cũng bơi. Trời ơi, giỏi quá trời mà còn sợ cái gì nữa. Và người nhất tuần ngày hôm nay đó chính là Phạm Việt Thắng. Chào Khánh. Bạn mong muốn tuần sau bạn sẽ như thế nào? Vẫn câu nói cũ. Hả gì? Vẫn câu nói cũ, người đàn ông bước chân ra ngoài xã hội. Thì mẹ mình dặn là không được sợ một cái gì cả. Nếu câu nó cũ quá rồi đừng nói nữa nha. Mình đặt tay lên cần gạt nha. 3, 2, 1, xin mời. Sẵn sàng nha. Dạ. Phải tập luyện thật kỹ nha. Tại vì đọc rap á, nó có phải là một lợi thế của bạn hay không? Em thì chưa thử đọc rap cho một người nào khác nghe. Nhưng mà em nghĩ là mình là một người yêu rap. Yêu thích là được rồi. Ngay bây giờ bạn sẽ trình diễn lại ca khúc Lời Tỏ Tình Dễ Thương qua hình ảnh của anh ba Ngọc Sơn. Xin mời. Chỉ mình em thôi, trong trái tim anh.
Wow. Hey. Cảm ơn Phạm Việt Thắng rất là nhiều, và một lần nữa một tràng vỗ tay thật lớn dành cho Phạm Việt Thắng. Cảm ơn rất nhiều ạ. Cảm ơn các bạn đã luôn yêu thương và ủng hộ cho chương trình Gương Mặt Thân Quen. Hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau trên kênh VTV3, chương trình do Đài Truyền Hình Việt Nam thực hiện. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Là bạn ấy thể hiện ba cảm xúc khác nhau nha. Đến anh là một cái sự thả thính. Thả thính đến với chị Mỹ Linh. Anh lại yêu biết chết tôi. Rồi đến Đông Thanh Vân là nũng nịu. Đến Đông Phân là nũng nịu, dễ thương, dễ thương. Chẳng may. Mà đến chị Mỹ Linh là chẳng may. Một mình anh lang thang nghe tháng năm qua đêm. Các anh có một mối quan hệ thân thiết, còn mình là bạn với nhau ở ngoài. Thân cỡ nào? À, thân cỡ như vậy. Dạ, nâng như trứng hứng như hoa ôm vào lòng ạ. À.